Mời các bạn đón xem tiếp bộ truyện Nghèo tập 10. Nếu không thì em làm fan của người khác nha. Như vậy các fan chỉ cảm thấy em muốn đu bám người nổi tiếng thôi, sẽ không nhắc tới anh nữa. Làm fan của người khác? Em dám hả? Em không dám ạ. Anh không chê phiền đâu. Em cũng không ngại ạ. Ý của Thẩm Mặc Phong là gì? Đợi mình tỏ thái độ hả? Thật ra em vẫn thích bám theo anh hơn. Được rồi, anh đối diễn cảnh quay tiếp theo với em nhé. Em không mang kịch bản theo à? Xem chung với anh nha. Dạ. Điểm cần chú ý của cảnh quay này không nhiều, nhưng các cung bậc cảm xúc của em. Em hiểu chưa? Anh Thẩm, em hiểu rồi. Cảm ơn anh đã giảng cho em nhiều như vậy ạ. Đừng khách sáo. Anh dạy em cho kỹ để quay một lần là qua. Anh cũng đỡ phí thời gian. Sao dáng vẻ vừa nghiêm túc vừa giống học sinh của bạn fan nhỏ dễ thương quá vậy? Tính cách anh Thẩm tốt quá. Anh ấy là diễn viên hạng A mà vẫn dốc lòng dạy một diễn viên nhỏ như mình. Quả là tài đức vẹn toàn, tiếng lành đồn xa. Chúc anh Thẩm phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn. Người tốt bình an cả đời. Đang nghĩ gì đấy? Không có gì ạ. Chính là lúc này đây. Xông lên cho tôi. Tim đè đầu gạt gô. Không ngờ tụi nhỏ lại đùi dai ngay lúc này. Đứa nào tham gia lại về nhà. Xử đứa đó. Lần này mong mấy đứa nở hoa rồi nhá. Bạn nhỏ, sao thế? Còn tự dẫn theo đảng đè đầu của mình à? Không phải đâu. Hình như hồi nãy có ai đó đẩy em ạ. À, ban ngày ban mặt mà có quỷ à? Chắc là vậy á. Ồ, phòng nghỉ của anh bị quỷ ám rồi. Nói không chừng trong xe của anh cũng bị quỷ ám luôn. Vậy anh không còn chỗ để ở nữa, chỉ có thể đi kế xe em, chen chúc ở chung với em, đúng không? Không, không, không ạ. Trong xe của anh không có quỷ đâu. Không có thật mà. Em thật sự không định làm gì với anh. Chỉ là có thể là cổ bị chuột rút hay sao đó. Thật ra hình như có người đẩy em thiệt. Anh Thẩm, anh hãy tin em đi. À ơm, muốn biến mất ngay tại chỗ luôn quá. Anh hiểu. Bầu không khí ban nãy tốt như thế. Khi ở trước mặt người mà mình thầm thương, thiếu niên kiềm lòng không đậu cũng là chuyện rất bình thường mà. Thôi bỏ đi. Mặt bạn nhỏ đỏ đến mức sắp bốc cháy luôn rồi. Cho em ấy một cái thang để xuống thôi. À đúng rồi, anh Thẩm ơi, em là trai thẳng ngang. Cái này giả quá, còn chẳng bằng cái cớ bị quỷ ám. Sao Thẩm Mộc Phong không tin mình vậy? Em là trai thẳng thật mà. Em không giống trai thẳng ạ. À?